và mời tất cả quý vị chúng ta trở lại với chương trình ca nhạc bằng một giọng hát đến từ một người em gái. Đó là giọng hát của em Kiều Anh sẽ gửi tới chú rể cô dâu, gửi tới tất cả các vị quan khách một ca khúc rất dễ thương của nhạc sĩ Quốc Nam, ca khúc có tên gọi Điệu Ví Dặm Là Em. Xin trân trọng kính mời giọng hát của Kiều Anh và xin một tràng pháo tay của tất cả quý vị cũng như những người bạn thân của Kiều Anh để động viên và cổ vũ chúc mừng cho Kiều Anh. Xin trân trọng kính mời. Đến với hôm trong hôm nay, trước tiên em chúc anh chị trăm năm hạnh phúc và chúc tất cả hôn trường một ngày thật là vui vẻ. Em xin gửi tới hôn trường là bài hát Điệu Ví Dặm Là Em. Về Hà Tĩnh ơi khúc hát trong quê